Cái này cho quý vị ha, những phụ kiện như khách hàng bị, nói chung là hàng về thì cái này mình đặt order cho khách, nhưng mà mình cũng có sẵn ha. Khi nào ai có nhu cầu thì cứ liên hệ mình ha, mình hỗ trợ vấn đề này. Đó, phụ kiện thì bên mình có ha, mình sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị ha, không có gì phải lo vấn đề này. Xe này của dòng Lihanen nha, bánh bự nha. Đó. Hàng ghim nha, hàng nói chung và hàng lô, cho nên mua trên thị trường thì nào của đó là quý vị có xài. Đây là mình mua và bên kia gửi về, bên công ty gửi về ha. Đây thông số nè, đó 57203 ha. Rồi chung là vậy đó, một bộ một cặp vậy có ruột nè. Đó, mình bán một set một cặp có ruột ha. Đó, các bạn mua chỉ có thị trường Việt Nam mình không có thôi, các bạn phải là mua ở đây nè. Nói chung là thông số thì của dòng bánh to đó, một cặp mình đặt order cho khách cũng được, và hiện giờ mình có sẵn cũng được nha quý vị. Không buộc là một cặp trước một cặp sau ha, mã số thông số thì chuẩn ha, thông số của nó cũng đầy đủ ha, không gì khác ha, phụ kiện mình có thể thay được ha. Đây thông số 12.12 ốp ha, rồi bạ là 57x207 ha, được kính ha. Ở cái này cũng đơn giản ha, nói chung là lớp vỏ này cũng dày lắm ha quý vị. Rồi ok ha, nó cùng thông số với cái này, cái nhà xưởng với Lihan ha, bạ này rồi mình xin phép ha. Hello các bạn ha, đây là sản phẩm của dòng bánh xăng lốp lốp của cái Lihan Air của mình, của công ty Admin ở Thiên Tân ha, Admin của Thiên Tân. Thì cái này là mình nhập trực tiếp của công ty về bán nha quý vị, không có phải là lấy trên thị trường hàng lô. Cho nên các bạn nhìn đi, cái sóng của hàng lô nó khác với sóng này, và cái chất liệu của chất nhựa màu đen của bia nhựa HPVL này đó, nhựa HT này nè, phải không, dòng thương HT này đó là cái nhựa HPVL gì đó, thì nó lại khác biệt luôn. Chứ là chất liệu con này là nó đậm đen luôn, còn cái kia nó dạng pha pha rồi và phế phế gì đó, nó có cái chất phế. Cho nên các bạn coi cái đường gạnh sóng nè, đó cái đường gạnh sóng của bên mình nè. Rồi các bạn đi so cái hàng các bạn mua đi, khác liền à. Bên đó nó bảo là hàng của Việt Nam, còn cái này hàng mình nhập trực tiếp từ công ty, cho nên phải theo khuôn khổ của công ty luôn ha. Về kích thước thì giống đó, nhưng mà chất liệu lại là khác. Rồi mong các bạn sẽ coi lại là xem xét ha, chứ đừng có trách mình, đừng có nghĩ mình bán cái dược mắt, mình bán theo giá của công ty đưa ra theo trên thị trường. Rồi xin phép các bạn cũng có nhu cầu về thay lốp xe hay là gõ gục xe của dòng Lihan này, các bạn có thể liên hệ với mình ha, thông số thì đúng, không có vấn đề gì cả.